tới mùa vô phân rồi. AdFarm có các dòng hữu cơ bao gồm phân trùn quế, phân bò, phân gà, phân mùn mía với loại phân dạng bột này, dạng viên và đầy đủ quy cách cho bà con lựa chọn. Phân trùn quế thì em đã giới thiệu nhiều rồi nên là hôm nay em sẽ lên phân bò cho mọi người nha. Ưu điểm phân bò ủ vi sinh AdFarm đó là đã qua xử lý ủ men vi sinh nên phân hoai mục hoàn toàn. Các bác mua về chỉ việc mở bao là dùng được thôi, không phải ủ lại với Trichoderma nữa. Chất phân tơi, mịn, không vón cục. Đây, bà con nhìn này, lâu lâu ấy thì mọi người sẽ thấy vài cọng cỏ, khúc gỗ gì đấy ở trong phân. Nhưng đấy là do sót lại từ thức ăn bị vương ra ngoài chuồng thôi. Có bác bảo phân không có mùi là phân giả, thì phân nào chẳng có mùi. Nhưng mà vấn đề là phân chuồng đã qua xử lý ủ kỹ càng thì sẽ không gây mùi khó chịu nữa. Phân bò AdFarm hiện đang có hai quy cách, đó là túi 5kg và bao 25kg. Các anh chị nhà vườn lấy số lượng lớn sẽ được chiết khấu. Đặc biệt trong tháng 3 này có chương trình trợ giá cho khách hàng mới mua lần đầu với AdFarm. Mọi người nhanh tay đặt hàng để hưởng nhiều ưu đãi nhất nha.